Điều gì sẽ xảy ra nếu Hoa Kỳ không tồn tại? Nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, phe đồng minh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để giành chiến thắng trong chiến tranh thế giới. Nếu không có Hoa Kỳ, sẽ không có chiến tranh lạnh, Liên Xô sẽ không bao giờ sụp đổ, nên nó vẫn là siêu cường duy nhất trên thế giới. Hoa Kỳ có mức GDP khổng lồ, nếu Hoa Kỳ biến mất, thế giới sẽ mất hơn 21% GDP. Nếu không có Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc sẽ bắt đầu tranh giành sự ảnh hưởng, rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai quốc gia này. Hãy nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều điều thú vị nhé!